Dạ vâng, Mạnh Hùng Audio xin chào toàn thể các bác nhé. Lại rất vui được gặp lại các bác trong video clip giới thiệu các bộ dàn âm thanh và những sản phẩm audio của cửa hàng điện tử Mạnh Hùng với video trong video clip này. Vâng, em muốn giới thiệu tới các bác một đôi loa cực kỳ độc đáo, đó hết số luôn các bác nhé. Vâng, loa Kenwood ZL999AV. Vâng, dòng loa khủng các bác nhé. Các bác có thể là nghe nhạc kết hợp hát hò karaoke rất là ngon lành luôn. Trước màn hình các bác quan sát thì đôi loa ngày hôm nay rất xuất sắc, vâng, Kenwood ZL999 với công suất của nó đạt tới 360W một cặp loa thuộc dòng loa khủng các bác nhá. Bass của nó 30, vâng, vân của nó, màng của nó vân sóng rất là đẹp và gân của nó gân lụa tẩm dầu. Trước màn hình các bác quan sát thì một cặp loa này lên tới 12 loa trên 2 thùng các bác nhá. Vâng, một bass 30, một chung và 3 loa check giấy, một loa check siêu check, vâng, với 180W trên một thân thùng thì đôi loa cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Đồng thời với kích thước chiều ngang của một chiếc loa là 38 các bác nhá, chiều sâu của loa là 32 và chiều cao của loa là 1m05. Vâng, các bác chơi trưng bày những đôi loa khủng của hãng Kenwood này thì rất là tuyệt vời rồi, chất âm khá là đỉnh cao khi các bác nghe nhạc phối ghép thêm những chiếc vang vào để hát karaoke ngon lành luôn. Vâng, với tầm tiền 9 triệu đồng thì các bác sở hữu đôi loa này quá tuyệt vời luôn các bác nhá, còn đầy đủ e căng cho các bác luôn ạ. Mọi nhu cầu về mua sắm các bộ dàn âm thanh và các thiết bị audio, các bác liên hệ với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng qua hai số điện thoại của cửa hàng điện tử Mạnh Hùng là một số 0979086225 và tiếp theo một số nữa là 0936784225. Vâng, đôi loa về trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng đẹp góc cạnh luôn các bác nhá. Vâng, tất cả tem mác logo còn đẹp nguyên với cực kỳ xuất sắc. Vâng, loa bát của nó cũng rất là mới, các bác đã quan sát được luôn những giải vân sóng. Và riêng đôi này thì nó là thuộc dòng hết số cho nên là gân của nó đã sử dụng gân lụa tẩm dầu các bác nhá, cho nên là rất là bền muôn đời luôn. Tiếp theo lên trên này là loa chung của nó cũng đẹp luôn các bác nhá, chung của nó đạt tới 15 các bác nhá, và 3 loa check giấy, một loa siêu check ở trên với thông số kỹ thuật thì nó ghi rõ trên thân thùng đây rồi. Vâng, ZL999AV, vâng, với trở kháng của nó là 8 ohm, công suất 180W và made in Japan. Vâng, loa phải loa trái cũng đẹp luôn, rất là mới trong video clip này các bác ạ. Bác nào mà nhu cầu chốt thì liên hệ với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng qua hai số điện thoại em vẫn thường thông báo. Vâng, em soi luôn cả góc cạnh đằng sau nữa. Ngoài những đôi loa khủng như thế này thì cửa hàng điện tử Mạnh Hùng còn rất là nhiều các model dàn âm thanh cập nhật trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thường xuyên và liên tục các bác nhá. Các dòng Pioneer X820 khủng, tiếp theo nữa là Kenwood LS99, A97, A65, A85, Sony V810 và tiếp theo Kenwood 5G, 5i, 7G, 7i, 3i đều có trên cửa hàng. Vâng, còn nhiều các model dàn âm thanh nữa các bác nhá. Pioneer X640, 750, tiếp theo nữa là các dòng Panasonic D7 và các dòng Technic D5000, Panasonic D50, không thiếu chủng loại gì độc đáo các bác, có thể là chơi những model Sansui 900 và rất là nhiều Kenwood A85, Panasonic DL7. Thì em sẽ tranh thủ giới thiệu tới các bác những bộ dàn âm thanh và có video clip sau. Vâng, ở video clip này thì em giới thiệu tới các bác một đôi loa duy nhất, đó là Kenwood ZL999AV, vâng, made in Japan luôn các bác nhá. Series của nó là 0320. Vâng, chân mép thùng loa rất là đẹp, hai lỗ thông hơi ở dưới. Vâng, có lưới chắn côn trùng hết rồi các bác yên tâm. Với loa phải loa trái cũng đẹp sắc nét luôn. Vâng, tiếp theo nữa là series loa bên này là 0227. Vâng, đôi loa của nó chắc chắn và tất cả còn nguyên bản hết, từ những tấm lưng ở đằng sau còn rất là sắc nét. Vâng, vậy thôi, với đôi loa công suất đạt tới 360W một cặp thì các bác có thể là phối ghép nghe nhạc hát hò rất là ok luôn. Vâng, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng. Sau đây các bác nghe một chút chất âm của đôi loa Kenwood ZL999AV. Vâng, em đang đánh với cục máy A và D830 hồi gỗ các bác nhé. Vâng, chất âm của nó cho ra khá là tuyệt vời. Các bác cần nhích một tí thôi nghe đã rất sướng.
Vâng, rất là ok, đẹp các bác nhá. Đôi loa Kenwood ZL922 cực kỳ xuất sắc trong video clip ngày hôm nay giới thiệu tới các bác, có giá 9 triệu đồng không bao gồm cước phí vận chuyển. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng điện tử Mạnh Hùng qua hai số điện thoại em vẫn thường thông báo. Vâng, một số 0979 086 225 và tiếp theo một số nữa là 0936 784 225. Vâng, dàn âm thanh vẫn có rất là nhiều các bác nhá. Và một số những đôi loa thì em sẽ thanh chủ giới thiệu tới các bác ở các video clip tiếp theo. Trên cửa hàng còn nhiều các dòng loa khủng như thế này thì em sẽ thanh chủ giới thiệu tiếp tới các bác ở các video clip gần nhất. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Em xin phép dừng máy. Chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video clip sau ạ.